anh Ngọc ở ở đây thì được gọi là Liên Bão Thiên Sứ Quốc Linh. Đấy, anh là chủ một cái cơ sở sản xuất đồ nội thất. Đấy, thương hiệu của anh là Nội Thất Thúy Nga. Và từ đâu thì anh biết tới Vinachi nhỉ anh? Anh thì thực ra quen biết của cái công ty mình thì chỉ là ngẫu nhiên. Đấy, thì ngẫu nhiên thì là anh quen biết qua một cái đại lý của công ty thì là anh tới công ty thôi. Và hiện tại thì anh đã sở hữu bao nhiêu chiếc máy của hệ thống mặt gối Vinachi để anh nhỉ? Trước mắt thì cơ sở của anh thì là máy móc nó cũng là máy cũ. Đấy, nó lạc hậu, nhưng mà trước mắt đây thì anh mới được biết, thì anh mới trải qua đấy thì anh mới mua được hai chiếc máy của công ty. Cái chất lượng sản phẩm mà khi mà anh sử dụng thì anh có đánh giá như thế nào về các sản phẩm đấy nhỉ? Bản thân anh thì trước mắt thì anh sử dụng anh cảm thấy là cái máy móc như là của công ty bọn em, thì là cái sản phẩm đấy thì như là cái máy tuốt lẹp đây của anh đây thì là anh mua ngoài đấy đây, thì anh về anh cảm thấy cái sản phẩm nó ra cho anh thì là anh cảm thấy là cũng ưng ý đấy, về cái chất lượng và cái sản phẩm đấy là cũng tương đối là đạt chất lượng. Và còn về cái chất lượng phục vụ và cái chế độ bảo hành, mình có đánh giá về cái chất lượng đấy như thế nào anh? Quan điểm của anh thì về sau này về phục vụ bảo hành thì là anh thì anh mới mua. Thế nhưng mà để mà khách trong công ty ấy, tức là cũng tiếp đón khách hàng cũng niềm lở mà cũng nói chung là cũng chỉ dẫn nhiệt tình. Chỉ dẫn nhiệt tình, nhưng về cái kỹ thuật rồi thì lắp ráp rồi như thế nào đấy thì là công ty cũng nhiệt tình hết cỡ, điểm là nói chung là cái hàng ngũ phục vụ này chú đáo. Về còn trong tương lai thì anh có tiếp tục ủng hộ và về các dòng máy móc của Vinachi hay không anh? Anh cũng có thể là một ngày tới gần đây thôi là anh cũng đặt mua thêm một số máy móc, như nói ví dụ như máy bảo hàn rồi thì máy cắt mộng. Nói chung là về nghề mộc anh cần thiết một cái gì đó thì cũng có thể nghiên cứu ra tới công ty có máy nào là anh sẽ cảm thấy là phù hợp là anh cũng phải đầu tư thêm. Là hiệu quả, đầu tư nó cũng rẻ thôi, đầu tư máy móc là nó cũng ít tiền như ra được cái sản phẩm là bán sàn, như thế anh cảm thấy là chấp nhận được, phù hợp cho những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ như bọn anh, như là vừa và nhỏ là các cái rãnh, các cái đánh đầu ngang đầu dọc thôi, là từ mũi soi các thứ đây là anh cảm thấy là phù hợp. Đầu tư ra thì là vốn nó ít nhưng mà cũng hiệu quả, thế là cảm thấy là yên tâm. Thế về cái tốc độ của máy mà khi chúng ta sử dụng để làm cái ván sàn như thế này ấy, thì trong một ngày anh ướm chừng tầm khoảng bao nhiêu mét để soi ra một cái ván sàn như này? Nói chung là đây là máy nhỏ, máy mini vâng. Nhỏ thì mình làm trong cái phạm vi nhỏ thôi. Vâng. Thế còn nếu đầu tư máy lớn ra thì dây chuyền lớn tự động ra thì nó được nhiều mét vuông. Cái này là nó tùy theo, anh cũng chưa tính được. Thì anh là nó cứ tận dụng những cái gỗ vụn nhà mình. Nhưng bây giờ anh đã tìm hiểu về những cái dòng máy nào mà để công việc làm ván sàn như này? Anh thì là anh chưa tìm hiểu, bởi vì cái công việc nhà anh là chỉ có tận dụng gỗ vụn ra để anh làm, thì anh cảm thấy là công ty mình lấy những máy nhỏ này là mình về mình tận dụng nó là phù hợp. Còn mình phát triển những công ty phát triển lớn lên thì mình sẽ dùng cái máy đa lăng hoặc máy liên hoàn hoặc cái gì nó khác, thì chỉ có là chuyên ván sàn. Như anh thấy cảm thấy là bây giờ mình là làm nội thất chứ không phải là chuyên ván sàn, nhưng mình có thể là tạp sang được, mình vẫn cứ kết hợp được, mình chú ý thì thường là cũng là hợp lý. Và em cảm ơn anh đã cho anh em trong ngành mộc ra biết về cái thông tin về các sản phẩm của Vinachi. Xin trân trọng cảm ơn anh.